Hôm nay em hát bài gì? Dạ em xin hát bài Anh Khạc Hay Em Khạc ạ. Có phải em hết yêu anh rồi? Em hãy nói đi người. Anh vô tâm hay là em đã sai mà dường như ta dần xa cách. Nhưng lúc ta bên nhau, bàn tay em không muốn ôm anh thật lâu. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã khác xa nhiều. Và dường như anh hiểu ra một điều, em đã hết yêu anh phải không? Em sẽ